Miss Healthy xin chào các khán giả đang theo dõi kênh Sống Khỏe, Sống Tốt. Anh chị thân mến, những năm gần đây, ung thư cổ tử cung là một căn bệnh không quá xa lạ đối với phái nữ. Đặc biệt, nó còn đang tăng dần lên mỗi năm, điển hình ở những nước đang phát triển. Không ai muốn bản thân mình hay người mình yêu thương phải gánh chịu hậu quả nặng nề của căn bệnh này chút nào cả. Chúng ta trước đây thường gặp ung thư cổ tử cung ở những phụ nữ trung niên. Vậy mà không hiểu vì sao về sau, những người trẻ cũng có nguy cơ cao mắc phải căn bệnh này. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng với Miss Healthy tìm hiểu về những kiểu người có khả năng mắc ung thư cổ tử cung cao. Và nếu không may bạn thuộc một trong những dấu hiệu mà Miss Healthy đề cập, thì hãy nhanh chóng đi khám để biết rõ hơn về tình hình sức khỏe của mình nhé. Kiểu đầu tiên, người bị béo phì, thừa cân. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng béo phì và ung thư cổ tử cung lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhắc đến đây, chắc nhiều bạn phải giật mình đúng không? Những người thừa cân, béo phì thường có lớp mỡ trong các phần mô nạc, từ đó sẽ làm tăng nồng độ insulin và khiến một số bệnh ung thư phát triển, trong đó có cả ung thư cổ tử cung. Các mô mỡ ở những người béo phì thường tạo ra lượng hormone estrogen cao hơn, tạo tiền đề cho ung thư vú và ung thư cổ tử cung hình thành. Vì thế, các chị em không được chủ quan nếu trong trường hợp này và cần có hành động đi khám sớm để ngăn không cho chúng phát triển thêm. Thứ hai, người có nhiều bạn tình. Ngày nay thì tình dục đã trở thành chủ đề rất cởi mở và được mọi người mang ra bàn tán nhiều hơn. Anh chị có thừa nhận là trong những cuộc nói chuyện với bạn bè thân thiết thì đây sẽ là một topic thú vị không? Miss Healthy biết cả rồi nhá. Đó cũng là lý do vì sao mà nhu cầu của phái nữ dần có sự thay đổi, có những người có thêm những khao khát mới từ nhiều người bạn tình khác nhau. Tuy nhiên thì việc có nhiều bạn tình lại tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung tương đối cao. Do mỗi người thì sẽ có một cách giao hợp khác nhau và việc quan hệ thô bạo hay tần suất quá dày từ những người bạn tình có thể làm tổn thương tử cung của phái nữ theo thời gian. Cho nên nếu mà khao khát thì cũng cần có tự sự chọn lọc kỹ càng nha các chị em. Thứ ba, người quan hệ tình dục sớm. Sớm tức là trước 18 tuổi nhé. Quan hệ tình dục không an toàn chính là nguyên nhân hàng đầu khiến các cô gái có nguy cơ nhiễm virus u nhú HPV. Nguy hiểm hơn, chúng cũng chính là thủ phạm gây ra các tế bào ung thư ác tính bắt đầu phát triển trong các mô của cổ tử cung. Một số nghiên cứu đã cho thấy HPV có hơn 100 loại, nhưng có tới khoảng 14 loại sẽ gây nguy cơ ung thư cổ tử cung rất cao. Chủng HPV 16 và HPV 18 là hai chủng có khả năng gây ung thư cổ tử cung cao nhất. Với những bạn trẻ có quan hệ tình dục sớm trước 18 tuổi thì nguy cơ nhiễm HPV sẽ cao hơn so với những người đã trưởng thành. Do đó, nếu các anh chị đã thuộc trường hợp này hoặc có người quen thuộc trường hợp này thì nên chủ động đi kiểm tra sức khỏe phụ khoa định kỳ, bởi HPV thường không có dấu hiệu cụ thể và đôi khi còn bị nhầm lẫn với bệnh phụ khoa thông thường. Mà nói chung là em chưa 18 thì nhất định là nên hết sức cẩn thận, không phải ai cũng may mắn như trên phim đâu nhé. Thứ tư, người được chẩn đoán nhiễm virus HPV. Sự xuất hiện của ung thư cổ tử cung có mối quan hệ mật thiết đến nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, những người bị lây virus HPV từ đối tác thường dễ có nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung cao hơn. Đây là loại virus gây ra mụn cóc sinh dục ở vùng kín và hiện tại thì vẫn chưa có liệu pháp nào để điều trị triệt để. Vậy nên, nữ giới cần chủ động đi xét nghiệm PAP định kỳ hàng năm để theo dõi và tầm soát nguy cơ mắc phải căn bệnh này từ sớm. 5. Người sinh đẻ nhiều lần. Việc trải qua kỳ sinh nở nhiều lần cũng là một yếu tố có thể gây tổn thương cổ tử cung của phái nữ rất cao. Khi mà mang thai nhiều lần, sức đề kháng của cổ tử cung theo thời gian sẽ giảm dần và kéo theo đó là tình trạng rối loạn chức năng. 6. Người bị viêm nhiễm phụ khoa. Nếu từng được chẩn đoán mắc bệnh phụ khoa, đặc biệt là bệnh xói mòn cổ tử cung, thì phái nữ cần khẩn trương đi xét nghiệm PAP ngay. Bởi lúc này cổ tử cung đang bị tổn thương nghiêm trọng và nguy cơ mắc bệnh có thể cao hơn 5 đến 10 lần so với bình thường. 7. Người hút thuốc nhiều. Những cô nàng hay hút thuốc thường trông thật là khôn ngầu và hay gây ấn tượng với người khác. Thế nhưng người thích hút thuốc thường xuyên phải tiếp xúc với khói thuốc mỗi ngày cũng là đối tượng dễ có nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Về lâu dài thì đây là thói quen gây suy giảm khả năng miễn dịch và làm tăng
cao nhiều loại bệnh trong các cơ quan nội tạng. Anh chị ơi, ung thư cổ tử cung là căn bệnh đang dần trẻ hóa và tỷ lệ người mắc bệnh cũng tăng lên từng năm. Do đó, phái nữ cần chủ động phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh bằng cách đi kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ ít nhất một lần một năm. Các anh chị cũng hãy quan tâm và chia sẻ với một nửa của mình để đảm bảo cuộc sống hôn nhân được khỏe mạnh và hạnh phúc nhé. Cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi Miss Healthy ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo trên kênh Sống Khỏe Sống Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại!